Em không ngờ anh lại giận em và bỏ em ra đi khi trái tim em bắt đầu biết yêu anh. Đã biết bao đêm em ngồi chờ anh, chờ không biết em phải chờ anh bao nhiêu đêm như vậy nữa. Đã nhiều lần em tự hỏi mình, có phải anh đang lừa dối em không? Và trong nỗi lo sợ đó, em đã nặng lời xúc phạm anh. Ân tình xưa giờ đây tan biến hết rồi.